ngày hôm nay xin được gửi tặng đến cho cả nhà một nhạc phẩm của tác giả Trường Sa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Chuyện Tình Người Đang Háo. Có người con gái đông về đàn áo ấm ra sao trời, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ mong chia đôi áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến thêm từng cơn gió gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng đâu. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai mơ ước đời mặn nồng như chim chiều về có đôi, để mưa gió về đừng lạnh lùng, để chiếc áo mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi. Lá rơi mấy mùa là mây đông em chờ, nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm xa xa trường. Áo tuy nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai mơ ước đời mặn nồng như chim chiều về có đôi, để mưa gió về đừng lạnh lùng, để chờ mùa xuân thêm tươi. Lá rơi mấy mùa là mây đông em chờ, nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường. Áo tuy không dày nhưng
tiếng lòng thêm ấm mỗi khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đang xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn. Cho em gửi muôn vạn tình yêu.